Mọi người ơi, có cái thông tin mới là chị Dương mới đưa lên là không biết là mọi người có rút tiền chưa? Mọi người hãy mau mau chia sẻ cái thông tin này ra, rút tiền trong các tài khoản nhà băng, doanh nghiệp hay là tư nhân, cá nhân, mau mau rút tiền ra để bây giờ cộng sản đang rất là không thể nào cướp tiền được của người dân, tại người dân bắt đầu họ bắt đầu tìm hiểu được nhiều thông tin, họ đổi tiền, họ mua vàng, nên bây giờ cộng sản không có cướp tiền được của người dân. Các bạn phải mau chia sẻ thông tin để những cái người ở vùng vùng quê á, họ biết được những cái thông tin này, họ rút tiền ra. Các bạn có biết là những cái bộ chính trị, công an, rất là nhiều người họ đã ôm tiền, họ đã ôm tiền của người dân, họ chạy trốn qua nước ngoài, chạy trốn qua những nước tư bản Mỹ, Anh hoặc là Na Uy. Họ ôm tiền của các bạn chạy trốn hết trơn và cả gia đình của họ cũng đi hết, trốn hết. Nên bây giờ các bạn phải share rộng thông tin này để cho mọi người rút tiền ra càng sớm càng tốt, phải mua đô la để dự trữ, mua vàng. Nhất là những cái người ở miền quê họ có không có thông tin á, các bạn phải chia sẻ thông tin càng sớm càng tốt. Nghe cái tin này mà giật mình luôn. Phải lên livestream để kêu gọi mọi người. Và trên này cũng kêu gọi các anh chị ở hải ngoại, đừng có nên gửi tiền về ngay lúc này, tại vì cộng sản nó đang dễ chết. Đừng có nên gửi tiền ngay bây giờ. Phải để cộng sản tự tự diệt vong. Mình đừng có nên gửi tiền cho người thân mình bây giờ ngay lúc này. Mình phải cứng rắn, mình không có để đô la nó di chuyển, nó kiểu như là nó lưu thông ở trong Việt Nam nữa. Tại vì các bạn gửi 1.000 thì cái 1.000 của các bạn nó sẽ vô bank account của những người cộng sản bên đây, của người nhà họ bên đây. Mình không, nhất quyết là mình không nên gửi tiền về Việt Nam ngay lúc này. Cộng sản nó sắp sửa bị diệt vong, mình phải giữ tiền của mình lại, mình giữ đô la của mình không có nên gửi tiền về Việt Nam. Kêu gọi mọi người Việt ở hải ngoại, tất cả những nước trên thế giới không nên gửi tiền về Việt Nam. Nghe cái tin này giật mình luôn, hết hồn, sợ quá. Hy vọng các bạn lắng nghe cái thông tin này, share rộng cái video clip ra để mọi người biết thông tin nhiều hơn, rồi gọi về người thân, người nhà của mình ở dưới quê, họ không có biết được nhiều thông tin như mình kêu gọi họ đừng có gửi tiền nữa, mình phải lấy tiền ra hết, bằng cách nào đó phải lấy tiền ra. Cộng sản đang muốn cướp tiền của người dân để mà họ chạy trốn ra nước ngoài. Bây giờ những cái lãnh đạo ở trong Việt Nam đó chỉ là bù nhìn thôi, tại vì họ đã bán hết nước cho Trung Quốc rồi. Trung Quốc bây giờ Trung Cộng là người đứng ở đằng sau, còn những cái người mà điều khiển đất nước như là ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông Nguyễn Xuân Phúc, những cái người đó họ chỉ là bù nhìn để cộng sản làm tay sai cho cộng sản thôi, làm tay sai cho Trung Cộng thôi, chứ họ không có một cái quyền hành gì để điều hành đất nước hết. Các bạn phải nhìn thấy điều đó, tại vì các bạn phải tự đặt câu hỏi tại sao đất nước Việt Nam càng ngày càng tồi tệ, thì các bạn tự đặt cho mình câu hỏi, mình phải tự đi tìm câu hỏi cho mình. Hai, nhất là mấy bạn trẻ đó, tại vì mấy bạn trẻ bây giờ chỉ nghĩ đến cái việc là sắm sửa, mua iPhone, mua iPad, có người yêu, đi chơi với người yêu, không có quan tâm gì đến đất nước. Mình đi đâu, mình cũng thấy ở bên Việt Nam có nhiều sự bất công. Tại sao các bạn không có đi tìm hiểu? Các bạn nhìn ra thế giới, các bạn coi phim Mỹ, các bạn nhìn ra nước Mỹ, các bạn nhìn con người Mỹ, văn minh, lịch sự như thế nào. Vậy tại sao ở Việt Nam các bạn lại không có thấy sự khác biệt đó? Nếu mà các bạn thấy sự khác biệt đó, các bạn phải tự đi tìm hiểu. Tìm hiểu là tại sao ở bên Việt Nam mình lại không được như nước người ta. Rồi mình tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. Mình đặt ra câu hỏi là tại sao đất nước mình lại quá tồi tệ như vậy? Rồi mình đi tự tìm câu trả lời cho mình. Mình đi tìm câu trả lời cho mình không có cần phải nghe ai nói. Mình lên Google, mình lên YouTube, mình lên trang mạng xã hội, mình tìm ra câu hỏi, rồi mình tự trả lời những cái câu hỏi mà tự mình đặt ra. Oh my God. Quá quá bức xúc, quá nhiều chuyện, quá bức xúc.
nói không nên lời. Giống như mấy anh chị ở bên đây kêu gọi mọi người rất là lâu rồi, các bạn phải chuẩn bị cho mình, các bạn phải rút tiền ra, các bạn đừng để tiền trong ngân hàng nữa, tại vì trong ngân hàng họ bắt đầu, những cái người chủ của ngân hàng họ bắt đầu ôm tiền của các bạn, họ chạy trốn hết trơn rồi, họ chạy trốn ở nước ngoài hết, gia đình của họ họ đã chuẩn bị đi ra nước ngoài hết rồi, các bạn phải biết điều đó. Cộng sản nó rất là độc tài, cộng sản nó chỉ là đối với họ chỉ có tiền và tiền thôi, nếu mà có tiền có lợi cho bản thân và gia đình của họ thì họ sẽ làm. Tất cả những người bên Việt Nam bây giờ chỉ là bù nhìn thôi, không có còn là một cái đất nước Việt Nam nữa. Họ ở ở đằng sau lưng của họ là Trung Cộng, họ đã bắt đầu điều khiển những người Việt Nam rồi, điều khiển những bộ chính trị Việt Nam, bởi vì Việt Nam bây giờ không có một người nào có quyền lực gì hết. Luật pháp Việt Nam bây giờ không có bảo vệ bạn, bây giờ có bạn có đi kiện, người này, bạn mở hồ sơ kiện người này bạn cũng không lấy liền lại được đâu. Tại vì bây giờ kiện ai, bây giờ không có ai là người lãnh đạo đất nước hết, những người lãnh đạo đất nước chỉ là bù nhìn thôi. Ở đằng sau lưng họ đã có Trung Quốc điều khiển, ra lệnh cho họ. Họ độc tài, họ không có nghĩ gì đến người dân hết, họ chỉ biết tiền và tiền và tiền thôi. Theo thông tin của mình được nhận ở bên đây á, là có rất nhiều người đã trốn qua qua bên Mỹ rồi, có những người theo theo diện tị nạn chính trị, nhưng mà cái đó không phải thực sự là diện tị nạn chính trị, tại vì tị nạn chính trị là khi mà cộng sản vô cướp Việt Nam thì những người miền Bắc họ mới đi tị nạn chính trị, thực sự mới là tị nạn chính trị, còn cái này không phải là tị nạn chính trị, mà cái này là ôm tiền của người dân bỏ trốn ra nước ngoài, cái này mà là tị nạn chính trị gì, tức quá. Các bạn phải mau mau share rộng thông tin này ra cho mọi người biết. Và chị Lisa, chị Dương cũng đã nói rất là nhiều lần là mình không có nên gửi tiền vô nhà băng. Mình không có nên gửi tiền vô nhà băng Việt Nam, tại nhà băng Việt Nam bây giờ tất cả những cái chủ nhà băng đó họ ôm tiền của các bạn đi qua nước ngoài hết trơn rồi. Và gia đình của họ cũng đã chuẩn bị trước hết. Họ chuẩn bị rất là lâu rồi, tại vì các bạn không biết thôi. Bộ Công an, Bộ Chính trị, Công an tỉnh Long An, Công an tất cả các tỉnh, tỉnh Nha Trang, Cam Ranh này nọ, họ đã đi ngoài nước ngoài hết trơn rồi. Bây giờ chỉ còn mình người dân của mình ở bên đó là mất mất tất cả, mất tiền bạc, mất mất tất cả mọi thứ. Mình phải đứng dậy, bây giờ không có còn ngồi yên được nữa, mình phải đứng dậy thôi. Dù các bạn ngồi yên thì các bạn cũng chết. Nói ra mà giờ vẫn còn run. Không không tưởng tượng được là cái chuyện mà mình đang tính tới nó lại xảy ra nhanh đến như vậy. Mình đang suy nghĩ là mình lại xảy ra nhanh đến như vậy. Cộng sản Việt Nam á, nó được ví giống như là cái một cái người chồng á, bạn thấy cái một người chồng mà độc tài ở trong một cái gia đình, đánh vợ đánh con, chửi bới vợ con, vợ con giống như là cái vật sở hữu của họ, họ muốn làm cái gì thì họ làm đó, thì họ cũng cái cộng sản cũng được ví như là cái người chồng mà độc tài ở trong đối xử với người vợ như thế nào, thì cộng sản y chang như vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn sẽ hình dung được là cộng sản nó độc tài đến cỡ nào. Không có một đất nước nào nhìn á, mình nhìn á, mình thấy á, là cộng sản Việt Nam á, chỉ hơn được Bắc Hàn thôi. Hơn được Bắc Hàn là tại vì mình có internet, mình có thể vào những trang mạng xã hội mình tìm hiểu, mình có Google, mình có YouTube mình tìm hiểu. Còn những cái nước Bắc Hàn thì họ không có có luôn được, không có internet luôn để tìm hiểu. Và mình biết được như vậy, mình phải lợi dụng cái mà mình được có đó, mình lên mình tìm hiểu và tìm hiểu thật là nhanh. Đừng có bao giờ tin báo đài, đừng có tin những cái thông tin mà cộng sản đưa cho bạn, tại những thông tin đó là những thông tin xảo trá, những thông tin dối trá, các bạn đừng có bao nên nên bao giờ tin hết. Các bạn phải nhanh chóng lên online và cập nhật thông tin với những bạn bè trên Facebook, những bạn bè sẽ đưa thông tin rất là chính xác. Chị Lisa Phạm,
chị Dương, chị Trang Lê, hoặc là anh có một cái anh nào, chị Nancy Nguyễn đó, mấy người đó sẽ đưa thông tin, chị Linh nữa, đưa rất là nhiều thông tin cho các bạn phải nên tìm hiểu nhanh ngay từ bây giờ, tại vì bây giờ rất là gấp rút rồi, nếu mà mình không có hành động thì là mình sẽ mất tất cả, không những mất tất cả, mất mất cái tiền bạc của mình mà mất mất cả quê hương nữa, quê hương đồng bào của mình nữa. Phải nhanh chóng, phải làm thật là nhanh. Bây giờ rất là gấp rồi, không có thể nào mà ngồi yên được nữa. Các bạn phải đứng dậy thôi. Thì dù cho dù các bạn có ngồi yên đó im lặng để sống thì các bạn cũng không có được ngồi, không có được một cuộc sống yên bình nữa. Bây giờ nó rất là, bây giờ cộng sản nó đã không, nó đã giống như là nó đang giãy chết đó, nó không còn tiền bạc gì nữa hết, tại vì người ta bắt đầu không gửi tiền về Việt Nam, các bạn bắt đầu đi mua đô la, các bạn đi mua vàng thì họ không có được một cái nguồn thu nhập nữa, họ bắt đầu giãy đành đạch rồi, họ phải kiếm cách họ để cướp tiền của các bạn, mà kiếp cướp tiền một cách trắng trợn luôn. Bây giờ là không cần cướp tiền đúng đúng quy trình nữa, mà bây giờ cướp tiền một cách trắng trợn. Còn cái việc xả lũ vô lý thì không có còn gì để nói nữa. Tại vì họ đang là muốn dập tắt cái việc Formosa, việc cá chết. Thì họ bắt đầu họ phải làm cái việc, họ phải để cho người dân chú ý đến cái việc khác. Thì họ bắt đầu xả lũ để giết người dân, để người dân quên đi, không có nhớ gì đến cái việc mà Formosa, để hủy hoại môi trường. Họ bắt đầu xoa dịu người dân bằng cái chuyện khác. Rồi sau này người dân quên đi chuyện đó, người dân nghĩ là chuyện đó bình thường. Nhưng mà nó vẫn đang ảnh hưởng đến môi trường của mình, ảnh hưởng rất là trầm trọng. Nhưng mà họ muốn tìm một cái cách khác, tìm một cái chuyện khác để cho mình quên đi cái chuyện đó, nên người dân xoa dịu người dân xuống, rồi họ cứ làm như vậy, họ cứ làm người dân ngu hoài, người dân không có biết được suy nghĩ là ồ, mình đang cần phải làm cái gì, mình phải tiếp tục cái chuyện mình đang làm. Người dân bắt đầu sao lãng, quên lãng hơn cái chuyện mình cần phải làm. Nhưng mà cộng sản đó, người ta nói là tại sao cộng sản nó quá là độc tài, mọi người phải đã có internet phải dùng internet làm cái việc đúng đắn, mình có internet là mình phải sử dụng internet để phục vụ cho mình, để phục vụ mình phải tự tìm kiến thức cho mình đừng có đợi ai hết, mình đừng có đợi, mình cứ nghe người này nghe người kia, mình phải tự tìm hiểu, mình đặt ra câu hỏi rồi mình phải đi tìm tìm hiểu cái câu trả lời của mình, đừng có đợi một ai hết á, mình phải tự cứu giúp mình. Oh, sorry. Mở cái Facebook này lên. Nghe xong nhiều tin rất là giật mình, rất là ghê sợ, nên phải lên cái livestream and thông báo cho mọi người biết. Tại vì biết là mọi người đã thông báo rồi, nhưng mà Jenny cũng muốn lên thông báo lên một lần nữa, tại vì sẽ share rộng cho nhiều người hơn và nhiều người biết hơn, tại vì có thể nhiều người khác không có theo dõi cái livestream đó. Jenny muốn lên làm một cái lần nữa để báo động cho mọi người là phải phải làm nhanh, khẩn cấp, rất là khẩn cấp, mọi người phải làm mau lên, không có ngồi chờ được nữa. Mà tốt nhất là mọi người phải thông thông báo rộng rãi những cái thông tin mà mọi người biết, chứ đừng có giữ thông tin cho riêng mình, mà nhất là những người ở dưới quê họ không có thông tin á, họ không có biết được là thế giới đang xảy ra chuyện gì, xã hội đang xảy ra chuyện gì. Những người Việt Nam thì có thể biết, nhưng mà những người dưới quê họ không biết. Các bạn phải mau mau báo thông tin lại cho những người dưới quê, rất là khẩn cấp, rất là khẩn cấp các bạn. Ở bên đây mình nghe mà mình giật mình luôn á, mình sợ run, rất là run. Không phải tiền của mình nhưng mà tiền của người Việt Nam cũng đổ mồ hôi xương máu họ mới kiếm được tiền. Đúng rồi, nó đang là giống như là nó sắp sửa, tại vì nợ công của nó quá cao rồi, nó không thể trả nổi nữa, mà nó cũng không thể cướp tiền được của người dân. That's why nó phải kiếm mọi cách để nó bây giờ nó lấy tiền là nó lấy thẳng luôn, nó lấy trước mặt mình luôn, nó không cần phải đi qua một cái quy trình nào nữa hết. Mà nhưng mà các bạn có dù có đi kiện các bạn cũng không làm được gì hết, tại vì tiền của các bạn nó bị mấy cái thằng đó nó đem tiền ra nước ngoài hết trơn rồi, nó bỏ vô bank account của người nhà nó hết rồi. Các bạn có dù có đi kiện cũng
10 năm, 20 năm sau cũng không thể nào lấy được tiền lại hết. Bởi vì chị Lê Sa Phạm, chị đã nói rất là nhiều lần rồi là các bạn phải rút tiền ra. Ngay từ lâu lắm rồi chị đã nói. Mà không ai chịu tin hết, không ai chịu share rộng thông tin ra cho mọi người biết. Nếu mà những người mà họ không nghe thì cứ để cho họ chết, tại vì họ không có đi tìm hiểu thông tin, thì người khác nói thông tin cho họ biết mà họ không có nghe thì là do họ quyết định, mà họ quyết định thì là chuyện chết sống của họ, là mình không thể nào ép buộc họ làm chuyện gì hết, tại vì họ không muốn tìm hiểu được cái thông tin đó thì họ tự chết, thì mình không thể giúp được họ, mình chỉ cho họ thông tin, còn cái chuyện chấp nhận thông tin hay không là chuyện của họ, mình không thể ép buộc được họ. Nhưng mà mình cũng nên share rộng thông tin cho mọi người biết. Mọi người biết càng nhiều thì cộng sản nó sẽ không có lấy tiền được của mình. Tại vì ngay từ bây giờ họ đã chuẩn bị từ rất là nhiều năm rồi, là họ đã lo cho gia đình họ đi qua đây hơi hết rồi. Và họ mở bank account, họ rửa tiền bên đây hết rồi. Họ đem cái tiền ở bên của người dân bên đó, họ đem để nhà băng trong đây, họ mua kinh doanh, họ mua nhà hàng, họ mua tiệm nail để họ rửa cái tiền của họ. Ở bên đây tất cả các tiền bên đây họ rửa hết, là coi như tiền đó trở tiền dơ trở thành tiền sạch. Và các bạn biết rồi đó, những có thể thông tin các bạn biết nhưng mà những người khác ở dưới quê họ không có biết thông tin đó, các bạn phải mau mau share rộng thông tin để cho nhiều người biết hơn. Nhất là những bạn trẻ còn u mê á, còn không có suy nghĩ gì đến đất nước, hãy mà nói chuyện đất nước ra là sợ, hãy mà nói chuyện là tôi không có quan tâm, tôi không có bây giờ tôi vẫn còn sống là được rồi, sống chỉ để sống cho có vậy thôi chứ không có cần quan tâm đến xã hội mình đang có chuyện gì xảy ra. Có nhiều bạn trẻ vô để nói với Jenny là bạn bè của họ không có quan tâm gì đến xã hội, chỉ họ chỉ cần bây giờ họ đang sống là được rồi. Rồi không biết có ai có câu hỏi gì không? Tại vì chỉ lên đây biết cho chia sẻ những thông tin mới nhất của bên Việt Nam cho mọi người thôi, chứ không có định là hôm nay lên làm livestream, tại vì chưa có chuẩn bị gì hết. Cái cờ của cộng sản á, nói về cái cờ của cộng sản á, cái cờ của cộng sản ở bên đây á không có được treo ở trong những cái tất cả các state, ở tất cả các tiểu bang ở bên Mỹ là cờ cộng sản không có được treo ở đây. Cái cờ duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ, mới là được treo ở ở bên Mỹ này thôi. Giải pháp, mình không có giải pháp, tại vì có chị Lisa đây, chị đã nói rất là nhiều lần trong clip của chị là kêu gọi mọi người phải rút tiền ra, phải rút tiền ra để đổi tiền đô, để giữ tiền đô cho mình, dù họ không đổi tiền, họ có đổi tiền thì coi như là mình sẽ mất trắng, còn mình họ không đổi tiền mình cũng phải tiếp tục mình phòng thủ trước, mình phải đổi tiền đô, mình phải mua vàng thôi, tại vì tiền đô không bao giờ bị mất giá, tiền Việt Nam sẽ nó sẽ trở thành một cái tờ giấy lộn á, không có thể xài được nữa, giống như tiền âm phủ vậy đó. Nên ai ví dụ nếu mà bây giờ ai mà chưa rút tiền thì phải mau chóng rút tiền ra, rút tiền để đổi tiền đô, không không nên giữ tiền Việt Nam, tại vì tiền Việt Nam nó ở trên không có ai sử dụng tiền Việt Nam, tiền Việt Nam rất là mất giá ở trên thế giới, không ai sử dụng tiền Việt Nam hết. Phải rút ra ngay lập tức để mua vàng hoặc mua vàng mà cũng phải cẩn thận, nhiều khi mua vàng ở trong những cái ngân hàng, ở trong cái tiệm vàng của Việt Nam á, của nhà nước á, là những cái vàng giả không à, các bạn phải tìm cách để đi ra nước khác, đi qua Campuchia hay là đi qua những cái nước lân cận á, các bạn mua vàng bên đó rồi bạn đem về. Không thể nào tin tưởng một cái chế độ cộng sản được nữa, mình không có thể ngồi yên để mình chờ chết, tại vì cộng sản bây giờ nó đang là rất là nó đang giống như là kiểu đứa con mà nó mất sữa, bạn có tưởng tượng đứa con mà nó không có sữa, đứa nít á mà nó không có sữa là nó dậy như thế nào, nó khóc như thế nào, thì cộng sản đang y như vậy đó. Các bạn phải phải
không biết nói sao, nhưng mà các bạn, mình không có giải pháp, mình chỉ có giải pháp là đi rút tiền thôi. Bây mà bây giờ cũng thấy là cũng hơi muộn rồi đó, tại vì các bạn không có theo dõi cái nhiều cái clip của chị Lisa đã, chị đã kêu gọi mọi người là không có nên gửi tiền, không có nên gửi tiền vào ngân hàng Việt Nam, tất cả mọi người phải nên rút tiền ngay lập tức. Nhưng mà không biết, chia sẻ cái thông tin đó rất là rộng, nhưng mà không biết là mọi người, tại sao mọi người không có được những cái thông tin đó. Ồ, mấy bạn nói không xem được thì trên này nghĩ là có thể cái mấy bạn dư luận viên á làm chắc chặn cái video clip này lại, trên này cũng không có rõ. That's right anh. Bây giờ các bạn có đi kiện, các bạn có đưa kiện lên, các bạn có tốn thời gian các bạn kiện thì cũng không có được gì đâu. Tại vì họ đặt tiền của các bạn nó đã đi về hết tất cả các nhà băng ở bên nước ngoài rồi, họ đã trốn đi hết rồi. Mình phải phòng thủ còn hơn là mình phải đợi tới nước tới chân rồi mới nhảy. Bây giờ các bạn là nước tới chân rồi mới nhảy, là không có nước tới chân mới nhảy thì không có thể nào mà nhảy kịp được nữa. Nhưng mà mình phải share rộng thông tin, chia sẻ những thông tin này cho những người mà họ chưa biết, họ còn đang là nghĩ là chế độ cộng sản là một cái thiên đường của xã hội chủ nghĩa. Họ vẫn cuồng Hồ Chí Minh, cuồng đảng, cứ nghĩ là đảng sẽ lo cho mình, đảng sẽ lo cho cuộc sống của người dân, nhưng mà không có chuyện đó đâu. Không có ai mà lo cho cuộc sống của mình, chỉ có mình lo cho cuộc sống của mình thôi. Họ chỉ là họ không có nghĩ cho cuộc sống của người dân. Đối với họ chỉ có tiền, 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 đô la thôi. Họ bán nước cho Trung Cộng là cái gì? Cũng chỉ là tiền thôi, cũng vì tiền thôi, cũng vì đồng tiền thôi. Các bạn nên nhớ, không có ai mà có thể qua nổi cái đồng tiền hết. Đối với họ, người dân không có là cái gì hết trơn á. Người dân cũng chỉ là một cái dụng cụ để họ lợi dụng rồi họ kiếm tiền thôi. Các bạn cũng chỉ là những người, những cái đồ vật mà để cho cộng sản lợi dụng. Họ lợi dụng bạn để họ có thể đi ra nước ngoài, họ nói là dân của họ khổ, họ cần mượn tiền, họ cần xin tiền. Tại sao chửi Mỹ, tại sao chửi những nước tư bản mà lại xách tiền, lại lại xách những người dân nghèo khổ, bệnh tật ở bên đó đi qua đây để xin tiền. Để xin tiền về để giúp đỡ người dân, nhưng mà thật sự mấy cái tiền đó không có hề về bên Việt Nam để giúp đỡ người dân, mà vô túi hết được của những người có quyền có chức. Họ đem cái tiền đó trở ngược lại nước ngoài, họ bỏ vô nhà băng của họ, họ rửa tiền lại, họ rửa tiền để cho cái tiền đó thành tiền sạch. Các bạn hiểu không? Họ ở bên đây, họ rất là nhiều người, bà con cái của họ mua nhà cửa, mua nhà mà mua nhà triệu đô luôn đó, các bạn biết không? Triệu đô đó chứ không phải là tiền Việt Nam đâu. Rồi mua xe hiệu, ở ở nhà thì nhà sang trọng, còn ở nhà sang hơn mấy người bên Việt Nam, của người Việt kiều ở bên đây nữa. Giờ các bạn nghĩ tiền đó đâu ra? Ăn ăn ngon, ở nhà thoải mái, đi học thì không có cần phải trả tiền, tại vì nhiều tiền quá rồi, cộng sản nó giàu quá rồi, nó rút tiền của người dân hết rồi, nó giàu quá rồi. Bởi vì ở bên đây hả, nó ăn xài ăn chơi thoải mái, các bạn đâu có biết điều đó đâu. Tại vì bây giờ mình có ngồi đây chửi, mình có chửi đi cách mấy đi nữa, mình cũng không có giải quyết được vấn đề hết. Tại vì bây giờ mình có chửi nó cũng không có nghe. Nó bây giờ tất cả người nhà nó ở bên đây hết rồi, nó đi qua những cái nước mà nó tư bản nó trốn hết rồi. Các bạn có ngồi chửi nó cũng nghe. Bây giờ mình kiếm giải pháp, mình phải làm mấy cái chuyện ngay lập tức, mình phải share rộng thông tin cho những bạn trẻ, đừng có ngủ nữa, phải thức dậy. Mấy cái bạn trẻ nó còn u mê lắm, còn ngủ, còn cuồng hồ cuồng đảng, không có nghĩ về một cái thực tại của xã hội nữa. Thực tại xã hội bây giờ nó rất là cái nước Việt Nam của mình bây giờ nó tồi tàn lắm, các bạn biết không? Nhìn ra từ cái người ở ngoài thế giới á, họ nhìn vô họ thấy Việt Nam mình nghèo khổ lắm, tàn tạ tồi tàn, không có một cái môi trường thì bị hủy hoại, nguồn nước thì không có nguồn nước sạch để uống thì ăn đồ độc của Trung Quốc. Cái hệ thống bệnh viện của Việt Nam thì nó là quá tải, lúc nào cũng quá tải hết.
ung thư thì tràn lan, tai nạn giao thông thì không không thể đếm hết. Ở bên đây, ở bên những nước khác á, thì có thể nói là họ có bị khủng bố thì cái số người chết của họ đếm được trên đầu ngón tay. Còn ở cộng sản á, các bạn á, đi về mỗi ngày á, tai nạn giao thông á, các bạn không đếm xuể luôn, rồi người chết vì bệnh ung thư không thể nào đếm hết luôn. Là do ai? Là do mấy người Trung Cộng, là do những cái nước mà cộng sản á, đem những cái đồ độc hại qua cho mình ăn, đem qua cho mình uống, để họ muốn tiêu diệt người của mình, họ giết dân của mình, để họ tràn tràn vô, họ đem dân của họ vô, họ cướp nước của mình, họ cướp đất của mình. Đất là tiền á, các bạn biết không? Đất á, đất của mình là tiền, nên á, họ đem tất cả người của họ vô, rồi những cái người của mình nó chết hết rồi, mình bị tuyệt chủng, mình bị diệt vong. Các bạn trẻ phải nên tỉnh dậy đi, các bạn còn u mê quá, các bạn cứ cứ suốt ngày cứ lo iPhone, lo iPad, lo đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, rồi chỉ lo bồ bịch bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt. Các bạn không có các bạn phải không có nghĩ gì đến đất nước hết. Đất nước của mình đang rất là lâm nguy, nếu mà các bạn không có đứng dậy, không có tỉnh dậy thì một ngày nào đó các bạn cũng sẽ giống như là không có còn gì nữa hết. Các bạn cũng không có còn những cái đồ, cái giống như là con nít trên mà nó bị mất đi cái thú cưng của nó, hay là mất đi cái đồ chơi của nó sẽ là khóc la rất là dữ dội. Thì các bạn một ngày nào đó các bạn cũng như vậy, các bạn chết từ từ, nó sẽ diệt vong các bạn. Trung Cộng nó sẽ diệt các bạn từ từ. Bây giờ rất là nhiều người chết rồi, qua cái việc xả lũ á, là bạn đã thấy rất là nhiều người chết, mà chết một cách vô lý nữa. Trong khi nước của người ta khủng bố thì chết được đếm được trên đầu ngón tay, còn nước mình á thì á chết 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 một cách vô lý, chết mạng sống con người được coi rất là rẻ. Đi làm cho cố, đi làm cho cực khổ để mình mong muốn có được chất lượng cuộc sống, nhưng mà chất lượng cuộc sống á, từ cái điều bốn điều cơ bản của cuộc sống của mình là ăn uống ngủ thở, mà các bạn thấy được là bên Việt Nam mình có được cái bốn cái điều cơ bản này không? Ăn á, thì ăn chất độc của Trung Quốc, ngủ á, thì ngủ quá chật hẹp, nóng nóng nực, mùa đông á, thì ở miền Bắc á, không có máy máy sưởi ấm, rồi thở thì các bạn thở được những cái không khí độc hại, các bạn không có một cái không khí trong lành để các bạn thở. Rồi nhà nước á, thì không có tu bổ ra những cái hệ thống nước để các bạn chỉ uống được những cái nước mà cái nước không có được vệ sinh, uống không có nước sạch để uống. Rồi kể cả cái ông, ví dụ như trên này nói, ví dụ như cái ông thủ tướng chính phủ đi, ổng có bạc tỷ trong tay á, ổng có tiền, ổng có rất là nhiều tiền, nhưng mà ổng không có mua được cái không khí trong lành, ổng không có mua được đồ ăn sạch, ổng không có thể nào mua được cái đồ đồ uống sạch, tại vì tất cả các nơi trên Việt Nam nơi nào cũng có độc hết, thì làm sao ổng mua được? Các bạn thử nghĩ đi, mình đi làm cực khổ để mình muốn có được một cuộc sống tốt hơn, có được chất lượng cuộc sống tốt hơn, mà tại sao mình đi làm cực khổ ra mình không có được cái gì hết, coi như mình không có được hưởng thụ cái gì hết. Chỉ có bốn cái điều cơ bản của con người cần có là ăn uống ngủ thở, mà mình cũng không có, vậy các bạn đi làm cực khổ để làm cái gì? Rồi ở Việt Nam á, thì khỏi nói đi, nói về luật pháp thì ở Việt Nam chả có luật gì hết á, chỉ có hay nhất là luật rừng thôi à. Luật rừng là không có luật gì hết trơn á. Luật á, là dùng luật được đặt ra dùng để bảo vệ người dân, bảo vệ tính mạng của người dân, bảo vệ sự công bằng của xã hội. Nhưng mà ở Việt Nam á, luật đặt ra dùng để bảo vệ đảng, bảo vệ những người có chức có quyền, bảo vệ những người có tiền, không phải để bảo vệ người dân. Rõ ràng là như vậy. Kể cả công an, cảnh sát còn thuê cả giang hồ vô để đàn áp, để tra tấn người dân. Thì một cái đất nước thiên đường của xã hội chủ nghĩa là một cái đất nước như thế nào?
sorry mọi người, cái điện thoại nó bị rớt. Sorry mọi người. Rồi giống như là mọi người sinh ra đều có quyền tự do ngôn luận, có quyền tự do lên tiếng về cá nhân của mình. Nhưng mà ở Việt Nam á, khi mà con người sinh ra họ không có được cái quyền tự do đó. Giống như là khi mà bạn đến tuổi đến trường á, thì bạn được nhồi nhét những cái thứ mà về về đảng, về Hồ Chí Minh, về ông ta là một cái người như thế nào, ông ta dỗ dang như thế nào, ông ta đánh giặc Pháp, ông ta đuổi giặc Mỹ. Rất là nhiều chuyện bạn được học về ông ta, nhưng mà bạn cũng chưa biết ông ta là ai nữa. Rồi khi mà xong cái chuyện đó chưa nói, khi mà lên đại học thì các bạn được nhồi nhét thêm tư tưởng Hồ Chí Minh, nhồi nhét tư tưởng Mác Lênin, mà những cái tư tưởng đó bị thế giới dục, thế giới coi như là dục vô sọt rác, thế giới không hề quan tâm tới những cái tư tưởng tào lao. Vậy mà ở bên Việt Nam thì những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng thiên đường. Làm ơn đi, dẹp mấy cái chuyện mà tôi không có quan tâm đến xã hội, tôi không cần nghĩ đến, chuyện đó là chuyện của người ta chết thì kệ người ta. Một ngày nào đó các bạn đang chết dần chết mòn đó, chứ không phải là chuyện của ai hết, là chuyện của mình đó. Tại vì các bạn chưa thấy thôi, các bạn chưa xảy đến với các bạn nên các bạn không có nghĩ, nhưng mà thật ra nó đang xảy ra ở trên đất nước Việt Nam, mà các bạn là người đang sống ở trên đất nước Việt Nam. Các bạn là một trong số những người mà những cái hậu quả đó nó sẽ xảy đến cho các bạn. Không phải xảy đến bây giờ, nhưng mà một hai ngày sau nó sẽ xảy đến với các bạn. Đó, ngay bây giờ đã xảy ra rồi. Đó là cái việc mà bây giờ các bạn đi rút tiền cũng không rút được. Rồi bây giờ các bạn làm sao? Không có cách nào để giải quyết hết. Rồi một Xin mời các anh chị dư luận viên vào để nghe cùng chơi vui nha. Chửi thoải mái. Nếu mà các bạn định nghĩa được chữ phản động là cái gì thì các bạn nói cho mình biết nha. Phản động là cái gì? Mình làm cái gì mà phản động? Phản động là phản là phản quốc, phản gia, động là động tác. Mình ngồi đây mình nói chuyện, mình làm cái gì đâu, mình đâu có động tác gì đâu, mình đâu có dèm giết người dân của Việt Nam đâu, mình gọi là mình là phản động. Phản động là những người đem bán nước cho Tàu, những người đem tiền ra nước ngoài, những người đem tiền người nhà của họ ra nước ngoài chạy trốn hết. Đó mới gọi là phản động. Còn mình ngồi đây mình nói, mình đưa những thông tin mà người ở bên ngoài có thể nhìn thấy nhưng người ở trong không thể biết được, không thể nhìn thấy được. Làm sao lại gọi là phản động? Mình đâu có động tác, mình đâu có về giết người dân đâu mà gọi là phản động. Các bạn nên suy nghĩ lại khi mà nói những người họ dám đứng lên, họ ra tiếng nói để bảo vệ người dân Việt Nam thì các bạn đừng có nên họ nói nó là phản động. Tại vì phản động khi mà phản động được chỉ sử dụng cho những người mà phản lại đất nước, bán nước cho người khác, dùng tiền của người dân để đi ra một nước khác để chạy trốn, ôm tiền đi hết thì mới gọi là phản động. Còn tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ ở đây tôi ngồi, tôi nói, tôi đưa thông tin cho người khác biết. Là các bạn cần phải nên đứng dậy, cần phải nên đấu tranh cho cái quyền tự do của mình. Tự do của mình phải tự đấu tranh. Đừng có đợi ai đấu tranh cho mình hết. Còn những cái anh chị dư luận viên á, nên suy nghĩ lại đi, mình cũng là từ những cái người con dân Việt Nam, người dân Việt Nam, mẹ của mình đẻ ra mình là cũng người dân Việt Nam. Các bạn đang bảo vệ cho cái gì? Các bạn đang bảo vệ cho người dân hay là các bạn đang bảo vệ cho cái đảng của các bạn? Biết là họ trả tiền cho các bạn để vô đây các bạn chửi, nhưng mà các bạn nên suy nghĩ lại, mình phải bảo vệ, mình phải đi một cái con đường đúng, chứ mình đừng có đi theo cái đồng tiền đó. Các bạn có thể có rồi các bạn có thể mất, nhưng mà cái tình yêu dân tộc, tình yêu quê hương lúc nào nó cũng còn mãi, nên các bạn phải suy nghĩ là các bạn đang bảo vệ cho ai, các bạn làm cái chuyện đó có đúng đắn không, các bạn nên suy nghĩ lại.
dân tộc của mình đang rất là lâm nguy mà các bạn không đi bảo vệ người dân của mình, các bạn đang đi bảo vệ đảng, bảo vệ một cái thứ độc tài, một cái thứ giết dân, khát máu, hút tiền của người dân, giết người dân của chính mình, bán nước cho Tàu Cộng, mà các bạn không chịu đi chia sẻ thông tin với người khác mà vô đây nhận tiền của họ để chửi những người mà dám lên tiếng cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Biết biết rất là nhiều thông tin, mấy anh chị em dư luận viên được trả tiền rất là nhiều, tại vì họ chỉ, thật ra đó không phải là Jenny hiểu là thật ra họ cũng chỉ vì gia đình của họ thôi, tại vì họ biết cái điều đó là sai trái, họ biết cái điều đó là không đúng, nhưng mà cũng vì đồng tiền, cũng vì gia đình của họ, họ phải làm những cái chuyện mà không có được đúng đắn, rồi họ được cái trả tiền rất là nhiều. Thì những cái người ở bên đây có nói với Jenny là họ là người trả tiền cho những cái người dư luận viên để vô chửi những cái người dám đứng lên để nói về cái một thực tại của xã hội. Họ được trả rất là nhiều tiền, nhưng mà Jenny nghĩ, Jenny hiểu là họ cũng chỉ vì đồng tiền, họ lo cho gia đình của họ, họ muốn gia đình của họ có một cuộc sống khá hơn. Nhưng mà Jenny, mà cái chuyện mà họ đang làm á, Jenny thấy á, là không có họ đang làm cái chuyện nó không có đúng, tại vì mình đang bảo mình phải cố gắng mình đang bảo vệ người dân chứ không phải mình bảo vệ cái đảng nó không phải là bây giờ nó không không còn là cái đảng để bảo vệ người dân nữa, cái đảng nó chỉ là muốn tiền tiền tiền, họ đang kiếm cách lấy tiền của mình, kiếm cách để lấy tất cả các tiền trong tay của người dân để họ chạy trốn. Bây giờ họ chạy trốn hết rồi, họ không còn ở lại đó được nữa, tại vì họ đã bán nước tất cả cho Tàu Cộng rồi. Thực ra họ đã bán hết toàn bộ năm 2020 là người Việt Nam sẽ thành của Tàu. Rất nhiều người ở bên đây cho trên đi thông tin là tất cả mọi người ở bên Việt Nam, những cái ông này ông kia bên Việt Nam, tỉnh này tỉnh kia, tất cả các tỉnh đều chạy ra tất cả các nước hết, đều chạy toàn bộ hết theo diện tị nạn chính trị. Làm cái gì thì các bạn phải làm thôi, chứ mình không thể làm được, tại vì mình chỉ cho thông tin các bạn, còn các bạn làm là cái quyền quyết định của các bạn phải tự quyết định cho mình. Chứ bây giờ mình làm cái gì được, mình đâu có làm gì được đâu, mình ở bên đây rồi mình làm được cái gì? Mình chỉ cho các bạn thông tin thôi. Còn cái quyền quyết định của các bạn nên làm gì là các bạn tự chọn. Tự chọn con đường đi của mình, chứ trên này đâu có làm được gì, trên này chỉ đứng bên đây thấy được những thông tin mà người ít người được biết, ít người được thấy, người ta chặn thông tin lại các bạn không thấy, thì mình cho cái thông tin đó để share cái thông tin đó cho các bạn, rồi các bạn tự quyết định cuộc đời của mình, chứ mình đâu có thể quyết định cuộc đời cho các bạn, tại mình đâu phải là người trong Việt Nam. Sorry các bạn nha, tại vì á hả, nói chuyện bức xúc quá, rồi có nhiều thông tin mới quá nên nói chuyện nó không có được lưu loát, mong các bạn thông cảm. Tại vì giận quá, rồi vừa giận mà vừa tức mà vừa run nữa, nên nói chuyện nó chưa có được là lưu loát, nó cứ dấp dấp. Có nhiều anh chị dư luận viên vô đây được trả tiền để chửi, chửi cũng khá là hay. Kêu gọi một cái lần cuối là mong những anh chị ở bên hải ngoại xin đừng có gửi tiền về Việt Nam nữa.
Tại vì bây giờ cộng sản đang rất là cần tiền đô la của Mỹ để họ có thể dùng rồi họ chạy trốn ra nước ngoài. Các bạn đừng có nên gửi tiền về nữa. Khuyên người nhà của mình là gọi điện thoại về cho người nhà của mình, người thân của mình, nói là họ phải kiếm cách ra giải quyết một cách là nhanh chóng, sớm nhất, rút tiền hoặc kiếm cách để đổi tiền ra tiền đô hoặc là mua vàng, chứ đừng có nên gửi tiền về cho họ nữa. Gửi tiền về chỉ nuôi cộng sản thôi, tiền của đó nó sẽ bay thẳng qua nhà băng của họ bên nước ngoài hết. Sorry các bạn nha, tại vì có điện thoại gọi đến. Mua vàng mà các bạn nhớ là mua, nhưng mà các bạn phải giấu, nhưng mà mua vàng á là đừng có mua vàng ở trong nhà nước, tại vì bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ là xảo trá, dối trá, họ kiếm mọi cách để họ lừa người dân. Các bạn mua vàng trong đó nhiều khi các bạn mua nhầm vàng giả nữa. Chuẩn bị để chiến đấu, tại vì họ chuẩn bị để đứng dậy, tại vì họ đã bắt đầu không cướp tiền, cướp vàng được của người dân, thì họ bắt đầu họ sẽ làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa. Họ phải kiếm cách, mọi cách để họ lấy tiền được của người dân. Không có phải là mới đây mà những người cộng sản bên Việt Nam đưa con cái họ qua, họ đã đưa con cái của họ qua đây rất là lâu rồi. Tại vì cái nước Việt Nam họ đã bán cho Tàu Cộng rất là lâu rồi, nên họ đã chuẩn bị đường đi nước bước hết, họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ bên đây hết rồi. Biết là Việt Nam nguy lắm rồi, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người u mê, vẫn còn nhiều người rất là chưa có tỉnh ra. Họ vẫn còn đang ngủ say, họ vẫn còn đang mê chơi. Họ cộng sản họ làm rất là nhiều chuyện để cho người dân quên đi được cái tình hình chính trị của đất nước. Họ tổ chức rất là nhiều live show cho ca sĩ bên Hàn Quốc, những cái người Mỹ Nam, rồi những cái người bên nước khác đó, đẹp, rồi diễn viên Hàn Quốc, rồi diễn viên điện ảnh, rồi ca nhạc, rồi hài kịch. Họ tổ chức nhiều live show để cho người dân không có còn chú tâm đến cái chuyện hiện tại nữa, cái chuyện đất nước nữa. Họ chỉ lo những cái chuyện đi chơi, ăn uống, bạn bè. À đủ. Không có sao đâu, tại vì những cái bạn đó là được trả tiền để vô chửi, mà nếu mà các bạn không có chửi thì các bạn không có được trả lương. Nếu mà không có gì nữa thì chỉ có thông tin một chút thông tin ít vậy thôi. Mong mọi người là sẽ share rộng cái thông tin này ra để cho nhiều người biết hơn. Vậy trên thì chào mọi người nha. Để có gì nếu mà có thông tin mới hơn thì trên thì sẽ lên làm cái thông báo cho mọi người biết. Tại vì mấy cái việc cần nói á, trên thì nói hết rồi. Mong là mọi người hãy cố gắng tìm hiểu nhiều thông tin hơn và làm thật nhanh, thật thật nhanh và nhanh hơn nữa. Tại vì bây giờ cũng có rất là nhiều người không có biết những cái thông tin này, họ chưa có làm gì hết. Và gửi lại một cái gửi thêm một lời kêu gọi một lần nữa là mong với mọi người ở bên hải ngoại đừng có gửi tiền về Việt Nam nữa. Xin là đừng có gửi gì tiền về Việt Nam nữa, tại vì cộng sản đang rất cần tiền đô để họ có thể chạy trốn, họ mang tiền của mình để họ chạy trốn. Không nên gửi tiền về Việt Nam nữa. Đừng có nuôi cộng sản nữa, mình phải tiêu diệt cộng sản, không có để tiền đô la để họ xoay chuyển lưu thông ở trong Việt Nam nữa. Thank you mọi người nha. Bây giờ trên này phải đi ra ngoài để nấu cơm.
Để có gì có thông tin mới hơn thì Jenny sẽ tiếp tục lên thông báo cho mọi người biết nha. Bye mọi người.